Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chạy chức thời Tổng Trọng, quan chạy bằng, chạy chức được Đảng bảo vệ phần 3. Lật lại vụ Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn 2019-2021, hiện nay ông này đang chiếm trệ ngồi ở vị trí Tổng Thư ký Quốc hội. Mặc dù bị tố cáo là đạo văn nhưng ông Cường vẫn được Đảng bảo vệ. Khi bị tố cáo, ông Cường đã dùng quyền lực chính trị được hậu thuẫn bởi tiểu ban chính trị nội bộ trung ương đã quật lại người tố cáo. Ông Bùi Văn Cường, cựu bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đương kim Tổng Thư ký Quốc hội. Tố cáo tội phạm, tố cáo hành vi phạm pháp là quyền dân sự hợp pháp của mọi công dân Việt Nam. Nó được bảo vệ trong luật khiếu nại tố cáo ban hành từ năm 1998, chỉnh sửa năm 2011 và năm 2018. Ông Bùi Văn Cường, cựu bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, bị tiến sĩ khoa học Phạm Đình Quý, giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng, tố cáo đạo văn. Và hành động của ông tố cáo là hợp pháp. Cũng xin nhắc lại, tố cáo là quyền của công dân Việt Nam. Xét xử xem nội dung tố cáo đúng sai là việc của cơ quan tư pháp, không phải là của hành pháp, càng không phải là việc của tổ chức đảng. Mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Ông Bí thư Tỉnh ủy Cường và ông Thầy Tiến sĩ dạy Đại học Quý đều là công dân và đều bình đẳng với nhau trước pháp luật. Dù có bị tố cáo sai, có bị vu khống xúc phạm nhân phẩm, nếu là người tử tế, nếu là công dân biết ứng xử theo khuôn phép của pháp luật, thì người bị tố cáo chỉ có thể kiện người tố cáo sai và chờ án toán phân xử sau khi luận văn bị tố cáo đạo văn đủ căn cứ khoa học xác minh. Nhưng ông Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, người bị tố cáo đạo văn đã không hành xử như một người lương thiện tử tế, như một công dân biết thượng tôn pháp luật. Ỷ vào quyền lực, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã hành xử như một lục lâm thảo khấu ngoài vòng pháp luật, như cậu trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê Chúa Trịnh. Cậu trời Đặng Mậu Lân thời vua Lê thối nát dựa vào quyền uy của Chúa Trịnh, cậu trời Bùi Văn Cường thì dựa vào quyền uy của Đảng Cộng sản thời chuyên chính vô sản. Để lấy sức mạnh bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản để hình sự hóa một vụ việc dân sự, đẩy người tố cáo hợp pháp vào tù, che giấu luận văn bị tố cáo. Ông Bùi Văn Cường dùng quyền lực nhà nước để tấn công người tố cáo. Hình sự hóa một việc dân sự, ông Bí thư Tỉnh ủy Cường đã lệnh cho cảnh sát Đắk Lắk mang súng, mang còng sắt, ngồi ô tô cảnh sát phóng từ Buôn Ma Thuột về Sài Gòn, xông vào nhà ông Quý khi ông cùng gia đình đang ăn tối. Công an Đắk Lắk đã bập còng số 8 vào tay ông Quý, bắt giữ người tố cáo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đạo văn như bắt quả tang một tội phạm hình sự nghiêm trọng. Ông Quý bị tống lên ô tô cảnh sát đưa về Đắk Lắk để tòa án Đắk Lắk, một thành phần trong hệ thống bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản của Bí thư Cường, xét xử. Không những có công an, tòa án, nhà tù là các công cụ bạo lực của nhà nước chuyên chính vô sản trong tay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường còn cáo cả một chiếc ô bảo kê thanh danh, uy tín, chính trị là tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng. Luận văn tiến sĩ là luận văn khoa học, xem xét việc sao chép, vay mượn, cóp nhặt từ những công trình khoa học khác trong luận văn tiến sĩ phải do hội đồng khoa học với những nhà khoa học chuyên sâu, có đủ kiến thức chuyên ngành để mà đánh giá, thẩm định, đồng thời có đủ nguồn văn bản khoa học để đối chiếu thì mới có thể đưa ra kết luận xác đáng. Luận văn tiến sĩ của ông Bí thư Tỉnh ủy Cường bị tố cáo là đạo văn phải có gì đó không đàng hoàng, không minh bạch, không đủ giá trị khoa học thì ông Cường mới không dám để cho một hội đồng khoa học thẩm định đánh giá. Bỗng lại tìm đến chiếc ô bảo vệ thanh danh uy tín chính trị cho cấp đảng viên cấp cao là tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng, nơi không có các nhà khoa học. Tiểu ban chính trị nội bộ của Đảng thì biết gì về luận án khoa học mà tùy tiện đưa ra kết luận với người dân tố cáo. Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương có kết luận rằng kết quả xác minh đến thời điểm hiện nay cho thấy đồng chí Bùi Văn Cường không có hành vi đạo văn, không vi phạm nghiêm trọng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo trong nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2018 như nội dung tố cáo.
ngay trong ngôn từ văn bản của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, cũng đã dùng quyền lực chính trị để hợp thức hóa một luận án khoa học. Thời ông Nguyễn Phú Trọng, quyền lực là vua, quyền lực quyết mọi thứ, kể cả khoa học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Chạy chức, thời Tổng Trọng, quan chạy bằng, chạy chức, được Đảng bảo vệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chạy chức dưới thời Tổng Trọng, hoa thối đua nhau nở, phần 1. Trong những người đứng đầu của Đảng Cộng sản, nhà cầm quyền ở Việt Nam thì ông Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng là người chú trọng nhất đến công tác cán bộ, giao giảng cao giọng nhất với đòi hỏi phải làm gương của người lãnh đạo, dạy bảo nhiều nhất về chọn lọc, đề bạt quan chức trong bộ máy của nhà nước, hội họp nhiều nhất với các cơ quan tối cao của Đảng bộ và Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và ban hành dồn dập nhất những quyết định, chỉ thị, quy định về đội ngũ quan chức, lãnh đạo, cộng sản của nhà nước. Viết sách giảng dạy về phương pháp chống tham nhũng, nhưng tham nhũng thì lại bùng lên mạnh nhất dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, việc chạy chức, chạy quyền được Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng xăm soi nhiều nhất. Cảnh báo nghiêm khắc nhất, răn đe mạnh nhất. Hai kỳ đại hội đảng gần đây, ông Trọng đều là trưởng ban nhân sự, rà soát từng người khi đưa vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nhưng hãy nhìn nhận việc đề bạt quan chức cấp quốc gia của Đảng sẽ diễn ra ngay một cội nguồn của chạy chức, chạy quyền, nhận ra đâu là nơi chạy chức một cách ngang nhiên, công khai, ồ ạt và bất tận. Bỏ qua việc chính ông Đảng trưởng đang giáo diết yêu cầu làm gương của người lãnh đạo, khắt khe đòi hỏi thực hiện nghiêm những quy định về công tác cán bộ của Đảng, nhưng chính ông lại là người nêu gương xấu, đi chiếm giữ chiếc ghế hàng đầu của Đảng tới 3 nhiệm kỳ liên tiếp, bất chấp điều lệ Đảng cấm điều đó. Cho dù điều lệ Đảng là quy định có tính nguyên tắc, là luật lệ cao nhất mà Đảng Cộng sản đã đề ra, nhưng ông cũng không thèm thực hiện. Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào tháng 1 năm 2011, khi đó đưa Nguyễn Phú Trọng lên vị trí người đứng đầu của Đảng với chức danh là Tổng Bí thư. Lúc đó ông đã 67 tuổi, theo điều lệ Đảng tại chương 3 điều 17 quy định rằng đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Tuy nhiên, ông Trọng lại cầm quyền đến 3 nhiệm kỳ liên tiếp suốt từ năm 2011 cho đến nay. Trong 3 nhiệm kỳ này, đội ngũ quan chức cấp quốc gia, những người quyết định vận mệnh và suy mệnh của đất nước, quyết định bộ mặt xã hội và đời sống của người dân lại bộc lộ ra là một đội ngũ quan chức tồi tệ nhất, yếu kém nhất, hư hỏng nhất, phạm tội nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại cho nhà nước, gây tội ác với nhân dân lớn nhất. Chính họ đã đưa đất nước rơi vào những bất bại, khó khăn, nghiêm trọng, đẩy người dân vào cuộc sống khốn cùng, phải nhận những mất mát bi thảm đến mức mất đến hàng chục ngàn mạng sống của người dân trong đại dịch Covid-19 vì cách làm sai của các quan chức trong Đảng. Dưới thời ông Trọng, sự bất nhân của quan chức kinh khủng hơn trước đây rất nhiều, mà chuyến bay giải cứu là một ví dụ. Quyền lực quốc gia ăn chia với tư bản hoang dã, làm giàu bằng tài nguyên đất đai, đẩy người dân vào cuộc đời đau thương và cuộc sống cùng quẫn. Thậm chí họ còn đẩy nhiều dân oan vào thân phận tù tội diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam, từ Văn Giang đến Hưng Yên, Dương Nội, Đồng Tâm ở Hà Nội đến Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Tư lệnh Cảnh sát biển bán biển cho đường dây buôn lậu, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo lãnh những gian thương buôn kit xét nghiệm dởm để mà chết người dân. Rồi chính quyền địa phương lại cưỡng bức dân, buộc người dân phải đi ngoáy mũi lại bằng mũi kit xét nghiệm dởm của gian thương, cộng thêm chính sách phong tỏa cực đoan khiến đại dịch Covid bùng phát, giết chết hơn 40.000 người dân trong cả nước. Thật là tai hại. Cả hệ thống quyền lực tổ chức những chuyến bay hút máu của người dân, núp dưới cái tên mỹ miều lừa bịp là chuyến bay giải cứu. Nhưng cuối cùng, người dân đã phải trả những giá tiền rất lớn để được bay về nước. Quan chức thì thi nhau đút túi.
những vụ việc ghê tởm, bẩn thỉu, nhục nhã này diễn ra dồn dập trên khắp đất nước đã phơi bày bộ mặt thấp hèn, bất lương, độc ác, không còn chút tính người của đám quan chức quốc gia dưới triều đại của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thời ông Trọng nắm quyền, hoa thối thì đua nhau nở rộ. Hãy nhìn xuyên qua lớp vỏ hào nhoáng với cái tên là chiến lược dịch đốt lò đã thấy đằng sau nó là những gì. Đó là một rừng quan tham đua nhau nở rộ. Đó là một rừng nhóm lợi ích cấu kết với nhau để mà trục lợi từ nhân dân. Trước đây lừa đảo ngàn tỷ đã là quá, nay lừa đảo lên đến 30 vạn tỷ đồng, quan chức thì ăn hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, ngày một nhiều. Đấy mới thực sự là dấu ấn của Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin chạy chức dưới thời Tổng Trọng, hoa thối đua nhau nở rộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D.